Vâng, em xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với A5 Auto. Địa chỉ chuyên mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, xe lướt tại Hà Nội, có địa chỉ tại A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Và bây giờ em xin báo giá tất cả các xe đang có mặt tại cửa hàng em. Và chiếc đầu tiên là CR-V thì khách của em đang vừa mới nhận cọc xong ạ. Xe sản xuất 2021. Vâng, xe mới nhận cọc xong ạ. Đây, và chiếc đầu tiên em muốn giới thiệu là chiếc Hyundai Kona sản xuất 2021. Bản 2.0, biển Hà Nội một chủ từ đầu luôn ạ. Số km hiện tại đang là 3.8 km, màu đỏ. Em đang chào bán với mức giá là 585 triệu đồng. Ngay bên cạnh là chiếc xe Nhật, xe quốc dân ạ, Honda CR-V sản xuất 2016, bản 2.4 full option, đã lăn bánh khoảng 10 vạn km, hiện tại em đang chào bán với mức giá là 660 triệu đồng. Còn ngay bên cạnh là chiếc hai mẫu bán tải Mazda BT50, bản số sàn 2 cầu, sản xuất 2017, rất phù hợp với những quý anh chị đang có công việc, có thể là đi đèo núi hay đi công việc, đi công trường, rất là phù hợp. Hiện tại em đang chào bán với mức giá là 460 triệu đồng. Ngay bên cạnh là chiếc Mitsubishi Triton, sản xuất 2020, số tự động một cầu, biển Hà Nội một chủ luôn ạ. Em đang chào bán với mức giá là 545 triệu đồng. Tiếp theo là chiếc Mazda CX-5 sản xuất 2018, biển Hà Nội một chủ luôn. Hiện tại em cũng đang chào bán với mức giá là khoảng 690 triệu đồng. Xe cũng rất là đẹp ạ, biển một chủ, lăn bánh khoảng 5 vạn km. Honda CR-V biển Hà Nội một chủ đấy ạ, sản xuất 2018, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Xe cũng một chủ từ đầu, 4 lốp zin theo xe, hiện đã lăn bánh khoảng 6 vạn km. Em đang chào bán với mức giá là 805 triệu. Ngay đằng sau là chiếc Kia Cerato 2.0 Premium, biển Hà Nội, em đang chào bán với mức giá là 575 triệu. Đằng sau đây cũng là một chiếc CX-5 2016, xe bản 2.5, em đang chào bán với mức giá là 520 triệu đồng. Chỉ hơn 500 triệu đã có một chiếc xe gầm cao thương hiệu Nhật để đi rất là bền lành. Đây là chiếc mẫu Hyundai Accent bản số sàn 2020, biển tỉnh quý vị nhé. Hiện tại xe này thì rất phù hợp với những anh em đang làm dịch vụ kinh doanh, cũng rất là phù hợp. Hiện tại xe lăn bánh khoảng 4 vạn km, đang chào bán với mức giá là 375 triệu. Dạ vâng. Đây cũng chiếc là một chiếc CX-5 sản xuất 2017, màu xanh Kawasaki, biển thành phố. Bọn em đã rút hồ sơ cầm tay rồi ạ. Hiện tại em đang chào bán với mức giá là 555 triệu. Vâng, hiện tại bên em cũng rất nhiều xe mới về. Quý anh chị có thể quan tâm những mẫu xe nào, liên hệ trực tiếp với em bên số điện thoại là 0969122929 để bọn em có thể tư vấn trực tiếp những mẫu xe phù hợp với quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn.